say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it to this way, we got that on your chum. Trần kiếp này hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu, kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em. Nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời, anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả bao điều,
trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả nắng thì không còn
quá chói chang và oi ả nữa. Và cái se se lạnh của những ngày mùa thu này dường như cũng làm cho tình cảm của mỗi người trở nên gần gũi nhau hơn, ấm áp hơn, để chúng ta cùng đến với chuỗi ngày hạnh phúc mà cô dâu cùng với chú rể sẽ trải qua bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Trong những ngày tiếp theo thì chúng ta đang cùng chờ đón sự kiện đặc biệt, đó là hôn lễ của Ánh Dương và Phương Anh sẽ được cử hành trong niềm vui của hai bên gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái. Theo phong tục tập quán truyền thống cưới hỏi ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như của quê hương hai tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hòa Bình, chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều những nghi lễ như là lễ ăn hỏi, xin cưới, nạp đài, lễ vu quy, lễ thành hôn. Và hôm nay là một trong những buổi lễ vô cùng quan trọng mà hai bên gia đình đã xem xét để định ra ngày lành tháng tốt, giờ đẹp để tổ chức cho Phương Anh và Ánh Dương. Chúng ta đang cùng có mặt tại gia đình họ nhà gái để cùng đến với chương trình lễ ăn hỏi. Trước khi đến với các nội dung chính của buổi lễ ngày hôm nay, gia đình họ nhà gái, ông Thái, bà Hằng cùng với ban tổ chức của gia đình xin được hân hạnh đón tiếp và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Mời quý vị mời nước, mời chầu, trò chuyện bên nhau và sẵn sàng chờ đợi đến với những nghi thức quan trọng mà buổi lễ ăn hỏi hôm nay sẽ được cử hành trong niềm vui của hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, đến chầu quả cau nên nghĩa phu thê nên dâu nhà người, đó là một làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Mời nước, mời chầu, và làn điệu này còn đặc biệt hơn nữa khi được gửi tới quý vị trong tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy ngày hôm nay cũng đã dành thời gian về đây để hát tặng tới tất cả quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy. Lời đầu tiên Mai Thủy xin được trân trọng gửi tới quý ông quý bà cùng toàn thể cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc mấy cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Tôi là một người bạn, người chị của gia đình anh chị Thái Hằng. Hôm nay rất là vinh dự, rất là vui được đón chào các vị quý khách đến từ Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, trở về với gia đình nhà gái chúng tôi để cùng thực hiện nghi lễ ăn hỏi và để cho chuẩn bị cho lễ tổ chức đám cưới cho hai cháu. Bài hát này là những tình cảm của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai, bày tỏ tất cả sự mến khách, sự trân trọng đối với tất cả quý quan khách đã dành tình cảm yêu thương và những thời gian vàng ngọc để về với gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu hát này.
Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy rất nhiều với làn điệu Mời Nước Mời Sầu đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đánh dấu cho hai bên gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái cùng ngồi chung với nhau trong một mái ấm của ngày cưới. Và dường như đó cũng là sự khởi đầu cho một mái ấm gia đình mới mà Phương Anh và Ánh Dương sẽ cùng chung sống bên nhau trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Một nhạc phẩm nữa mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị qua tiếng hát của một người rất đặc biệt. Thứ nhất, anh là bạn của ông bà Thái Hằng ngày hôm nay cũng đã dành thời gian về đây để dự chung vui với gia đình. Và tiếng hát của anh được vang lên chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những cảm xúc, bởi vì anh đã bước ra từ thần tượng Bolero năm 2021. Và điều đặc biệt hơn nữa là anh cũng là một doanh nhân. Hiện tại thì anh đang là chủ tịch của câu lạc bộ nhà hàng tại tỉnh Ninh Bình, là chủ của chuỗi nhà hàng Vua Dê Hương Thành Long tại tỉnh Ninh Bình. Và mời quý vị hãy cùng gặp gỡ, đón nghe tiếng hát của anh Thành Long với nhạc phẩm Về Dưới Mái Nhà. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng đón chào. Lời đầu tiên cho phép Thành Long xin gửi lời chào và những lời tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Người ơi mau về đây, để bên bên vòng tay cầm tay. Người nên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui hôm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi. Tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về. Chiều nay bếp hồng đang còn, chiều nay vui sống
trăng tình yêu nhớ phút vui hôm nay. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ, kia bao bên hồng đang còn đây, ước nhớ nên đầy vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ, kia bao bên hồng đang còn đây, ước nhớ nên. Xin được cảm ơn anh Thành Long rất nhiều với những ca từ thật đẹp trong ca khúc Về Giấy Mái Nhà đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng chính thức bước vào các nội dung chính của chương trình buổi lễ ăn hỏi của hai em Phương Anh và Ánh Dương trong sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn của hai bên gia đình. Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa các bác, anh chị và các bạn kính mến. Ngày xưa thì các cụ vẫn hay có câu để dành với các con, các cháu của mình rằng là chim khôn chọn nhánh chọn cành, người khôn chọn chốn hiền lành gửi thân. Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, từ khi sinh ra và lớn lên thì ai cũng phải trải qua ngưỡng cửa của cuộc sống, đó là tình yêu đôi lứa xây dựng gia đình, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đó là quy luật muôn đời của tạo hóa và cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay. Và thật là vui mừng khi mà Phương Anh là cô gái của quê hương Ninh Bình cùng với Ánh Dương là chàng trai của mảnh đất Lạc Thủy Hòa Bình. Trên bước đường của cuộc sống thì hai em đã tìm thấy nhau, đã yêu thương nhau, đã nguyện được về chung sống bên nhau trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Hai em đã về báo cáo thưa chuyện việc này với bố mẹ hai nhà và được sự chấp thuận của cha mẹ, được sự đồng ý của dòng tộc và được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương. Trong hành trình tổ chức hôn lễ tới đây của hai em thì hai nhà sẽ phải trải qua rất nhiều những nghi lễ theo phong tục là lục lễ thành hôn mà các cụ của chúng ta để lại cho mỗi quê hương trên dải đất hình chữ S này. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng hân hoan trong chương trình buổi lễ ăn hỏi của hai nhà được cử hành tại gia đình họ nhà gái. Gia đình họ nhà trai đã sắm sửa rất đầy đủ về chầu cau lễ vật để mang tới đây có lễ xin được kính tổ và tiếp tục bàn bạc những công việc hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, hai con của mình. Giờ phút này chúng tôi sẽ đến với các nội dung của phần vấn danh giữa hai nhà cũng như những ý kiến mà hai bên gia đình sẽ cùng trao đổi, thống nhất với nhau để định ra giờ lành, giờ tốt để tổ chức hôn lễ cho hai em. Và theo như phong tục cưới hỏi của quê hương Gia Tiến, Gia Viễn là quê nội của gia đình cô dâu thì đại diện của gia đình sẽ có ý kiến để trực tiếp trao đổi và trực tiếp điều hành nội dung này cùng với đại diện từ phía gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Công ngày hôm nay sẽ là đại diện từ phía gia đình họ nhà gái thay mặt cho gia đình ông bà Thái Hằng có ý kiến phát biểu và trao đổi cùng với đại diện gia đình. Lời đầu tiên tôi đại diện cho nhà gái xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe và lời mời nước mời chầu đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hai họ và bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu. Kính thưa các cụ và hai họ, sau một thời gian tìm hiểu giữa hai cháu Phương Anh và cháu Ánh Dương, nay các cháu đã tâm đầu ý hợp theo phong tục truyền thống của dân tộc. Hôm nay là chọn ngày lành tháng tốt, ông Lê, bà Quyên và gia đình họ nhà trai có sắm sửa cơi trầu và lễ vật để có lời với gia đình ông Thái, bà Hằng và các cụ bên họ nhà gái chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho họ nhà trai lên có lời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Dương mà cũng được trong gia đình phân công trách nhiệm đoàn trưởng từ nay cho đến ngày cưới. Trước hết, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa quan viên hai họ, Phương Anh và anh Dương là một đôi trai tân gái vắng,
qua một quá trình tìm hiểu nên đã thật sự chín mùi, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự cho phép cơ quan chính quyền địa phương, ngày hôm nay chính thức là ngày lễ ăn hỏi của hai cháu. Thay mặt gia đình bên hội nhà trai, tôi xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà bên hội nhà gái đón tiếp đoàn nhà trai chúng tôi rất nồng hậu và trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, cũng như các cụ thường nói, hình hài thì nhỏ tổ tiên mới có. Thì gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay về chính thức lễ ăn hỏi cùng với các cụ, các ông, các bà bên hội nhà gái có chút lễ muộn, gọi là thứ nhất là thắp hương tổ tiên, thứ hai là xin trao lại cho bên hội nhà gái nhân quà lễ ăn hỏi của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời các ông lên nhận ạ. Vừa rồi một vị đại biểu của hội nhà trai đã có lời trong lễ ăn hỏi của hai cháu, và tôi đại diện cho hội nhà gái cùng gia đình ông Thái bà Hằng xin nhận lễ. Và sau đây tôi xin giới thiệu bà Hằng là mẹ của cháu Phương Anh, cùng bà Quyên là mẹ của cháu Ánh Dương lên trao và nhận lễ ăn hỏi ạ. Trên sân khấu lúc này là một hình ảnh trọn vẹn của những bậc làm cha là mẹ, và hai nhân vật chính là lý do để kết nối tất cả quý vị tới đây trong ngày hôm nay. Đó chính là tình yêu, hạnh phúc, tình cảm thông gia, gắn bó keo sơn đậm đà, hai nhà như một. Tất cả những thành viên tại sân khấu xin được thân hạnh cúi chào và cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần trao và nhận. Gia đình họ nhà trai đã sắm sửa để mang tới đây có phải không ạ? Thưa bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Và ngay trong khoảnh khắc này, xin được mời đại diện của gia đình sẽ chuyển lễ nạp tài và lễ xin cưới tiến về sân khấu để hai nhà tiếp tục trao tới nhau. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. Thank you.
chắc hẳn trong thời gian ngồi trao đổi bạn đàm từ phía đại diện của hai bên gia đình, xin được kính mời ông đại diện trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai, ông có thể đứng ngay tại vị trí bàn trà để thưa chuyện với tất cả quý vị khách quý trong khán phòng ngày hôm nay về lịch trình mà nhà trai sẽ dự định là đi đón dâu và tổ chức hôn lễ cho các cháu trong những ngày tiếp theo. Xin kính mời ông ạ. Có lẽ là được sự cho phép của ban tổ chức là tôi xin đứng tại chỗ ạ. Nhưng mà kính thưa các cụ, các bà là cái lúc nãy là tôi hồi hộp quá cho nên cái phần giới thiệu bây giờ tôi mới nhắc lại. Xin thưa với các ông, các bà, quan viên hai họ. Họ nhà trai chúng tôi hôm nay đi là báo cáo với các cụ là có họ nội, có bên ngoài, có cơ quan đoàn thể của nhà trường cấp 1 của xã An Bình chúng tôi. Trong cơ quan nhà trường thì có ban giám hiệu nhà trường, có công đoàn nhà trường, có thanh niên bên nhà trường cũng có mặt với đoàn chúng tôi. Tôi xin được giới thiệu như thế. Thế thì tinh thần báo cáo với các cụ, các ông, các bà thì được sự bàn bạc nhất trí của hai bên gia đình và hai họ thì thời gian mà từ nay đến ngày cưới của các cháu thì xin thông báo với tất cả các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ là hôm nay là mùng 9 chính thức là lễ hỏi. Rồi đến ngày 12 tức là cách đây 3-4 hôm nữa là chính thức là ngày lễ tổ chức thành hôn cho các cháu. Xin trân trọng thông báo với các cụ, các ông, các bà, nhất là các cụ, các ông bên họ nhà gái để giữ gìn sức khỏe. Và tôi xin chúc là sức khỏe ta tốt để đưa cháu gái, con gái, cháu gái về với gia đình nhà trai chúng tôi. Tôi trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và hai họ, vừa rồi họ nhà trai cũng có giới thiệu thành phần tham gia dự lễ ăn hỏi của hai cháu. Tôi đại diện của nhà gái cũng xin trân trọng giới thiệu ngày lễ ăn hỏi của hai cháu hôm nay là có sự hiện diện của bà nội cháu Phương Anh cùng ông bà ngoại của cháu và tất cả các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác, bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu ạ. Vừa rồi buổi lễ ăn hỏi của hai cháu đã được hai gia đình thống nhất và nhất trí. Và sau buổi lễ ăn hỏi đây, tôi đại diện cho ông Thái, bà Hằng xin có lời mời đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em và bạn bè thân hữu của hai gia đình xin lưu lại để giữ bữa tiệc để chúc phúc cho hai cháu. Gia đình xin trân trọng ạ. Thank you.
chân chi được cạn đâu sâu nắng lên mong gốc già em có bằng lòng về Hà Tĩnh quê anh em bằng lòng về quê mẹ cùng thank you.
Xin kính chào các quý cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ cùng toàn thể hội trường ngày hôm nay. Nhân dịp chúc mừng lễ hỏi của cháu Phương Anh và cháu Dương, anh em chúng tôi cũng xin góp một phần văn nghệ cho cái ngày vui hôm nay được trọn vẹn hơn. Xin quý vị lắng nghe. Hồng về nhà chồng tung bay sắc
pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Và giờ phút này thì tất cả đã sẵn sàng và đông đủ. Chúng tôi sẽ xin phép được mời tất cả quý vị cùng chính thức để đến với bữa tiệc ngày hôm nay, cùng với sự xuất hiện của những nhân vật chính đã làm nên lý do để kết nối tất cả quý vị có mặt trong buổi chiều này. Ngay giờ phút này đây, xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cuối của khán phòng này, trên con đường thảm đỏ của hạnh phúc, để đón chào sự hiện diện của
đại diện hai bên gia đình, về phía gia đình họ nhà gái, ông Nguyễn Quang Thái, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, về phía bên gia đình thông gia ngày hôm nay cũng về đây để đón tiếp quý vị cùng với gia đình họ nhà gái là ông Quách Đức Lê và bà Tạ Thị Khuyên. Và tất nhiên không thể thiếu được đó chính là hai nhân vật chính, cô dâu Phương Anh và chú rể Ánh Dương, xin được hân hạnh tiến về sân khấu để cúi chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Phương Anh và Ánh Dương, chàng trai và cô gái của hai miền quê khác nhau, Ninh Bình và Hòa Bình. Trên bước đường của cuộc sống, hai em đã tìm thấy nhau, đã yêu thương nhau và đã nguyện ước chung sống bên nhau trong một mái ấm gia đình. Trong những ngày vừa qua thì hai bên gia đình đã thực hiện đầy đủ những thủ tục cần thiết theo phong tục cưới hỏi truyền thống của quê hương chúng ta. Và chỉ qua buổi tối ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ là ngày cưới của hai cháu, và rất vinh dự và vui mừng khi trong hành trình tổ chức hôn lễ thì cô dâu và chú rể cùng với hai bên gia đình đã được đón nhận sự quan tâm yêu thương của mỗi quý vị quan khách. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị. Và ngay lúc này thì đại diện của hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể xin được hân hạnh tiến về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị quan khách và gửi những lời cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để về tham dự. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, gia đình xin được cúi chào và cảm ơn tất cả quý vị. Để thay lời cho gia đình họ nhà gái, cảm ơn những tình cảm của quý vị đã quan tâm về dự buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây ông Nguyễn Hoàng Thái sẽ xin được thay mặt cho hai bên gia đình và ban tổ chức xin có đôi lời ngỏ để thưa với quý vị. Xin kính mời ông. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các quý vị khách quý. Lời đầu tiên, tôi thay mặt cho hai bên gia đình và hai con chúng tôi gửi tới các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau một thời gian tìm hiểu của hai con chúng tôi về thưa chuyện với hai bên gia đình, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự duyệt y của chính quyền sở tại, hôm nay hai gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc để chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Tôi thay mặt cho hai gia đình và hai con chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các quý vị khách quý mời chén rượu để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Thái với những lời phát biểu đã đại diện cho gia đình. Trong giờ phút này đây thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ tự nhiên để bước vào bữa tiệc ngày hôm nay mà không cần phải đến với một nghi thức nào cả. Tất cả đã được gói gọn trong những lời cảm ơn từ phía ông Nguyễn Hoàng Thái. Xin kính mời ông bà Thái Hằng, ông bà Lê Khuyên và mời cô dâu chú rể. Quý vị sẽ đi xuống phía dưới để giao lưu cùng với những quý vị khách quý và gửi những lời cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị khách mời có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhớ nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người rắc lấy. Ôi sắc cờ lấy anh yêu rừng cây ngọn núi mà tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chờ thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi.
Vâng, quý vị có thể cho A Báo và A Pháo một tràng pháo thật lần hơn nữa đó ạ. Vâng, A Báo và A Pháo cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều. Tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nóng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên mình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy một người sắc lầy. Ôi sắc cờ lầy, ai ở rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, dù rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn có cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi, cha pi. Chờ dắt ngựa đi xuống núi, xuống chờ uống rượu dắt vợ theo. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiếng khẻ vút lên cao. Nào hãy lại đây, trời đất cuồng quay. Bát này lại bát nữa, hey! Bát nữa lại bát này. Hey! Uống đi thương đi nhớ lời nói tên bay, cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Quy vùng cả họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên bờ. Dẫu chẳng bán gì, anh cũng đi. Dẫu chẳng mua gì, anh cũng đến. Chợ phiên là nơi hò hẹn. Ta gặp nhau, ta tìm nhau, trao gửi lời ước hẹn.
chảnh, sợ chảnh mũ nàng kia, sợ chảnh mũ hồ chớ. Hóc bò phù nà, hóc phù tu, hóc phù tàu à, hóc phù tê. Phù hóc có khâu, bẹt thú nè khâu. Bát này lại bát nữa, hey! Bát nữa lại bát này, hey! Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng cao là thế, uống chưa say chưa về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người to như trên mây. Bát này lại bát nữa, hey! Bát nữa lại bát này, hey! Người vùng cao là thế, người vùng cao là thế. Xuống chợ uống rượu ngô. Yeah.
I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. She falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have. Oh,
Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các bác, anh, các chị và các bạn kính mến. Chúng ta đang có mặt trong không gian hạnh phúc của gia đình họ nhà gái để tham dự chương trình lễ Vu Quy. Và theo như ý kiến từ phía đại diện gia đình họ nhà trai thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khoảng hơn 30 phút một chút, và đến khoảng 10 giờ kém 10 thì đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai sẽ xin được cáo lui để đón dâu về. Chính vì vậy mà ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ ổn định vị trí chỗ ngồi của mình và cùng đến với các nội dung của chương trình lễ Vu Quy ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình thì cùng với những lời mời thiết tha ân tình từ phía gia đình họ nhà gái chúng tôi, mời quý vị mời nước, mời chầu để cùng sẵn sàng dành tất cả mọi tình cảm của mình cho hạnh phúc của đôi lứa. Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một làn điệu với tựa đề Hát mừng hạnh phúc lứa đôi, được viết theo điệu Đào Liễu trong phần soạn lời của nghệ sĩ Mai Văn Lạng. Và mời quý vị sẽ cùng đến với làn điệu chèo mượt mà đằm thắm này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào tất cả chúng ta đã tới với chương trình ngày hôm nay và đến với một nhạc phẩm tuyệt vời sẽ mở đầu cho chương trình trong phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy. Lời đầu tiên, Mai Thủy xin được trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các ông, các bà, các anh, các chị cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thưa quý vị. Ngày đẹp mỹ thế
trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các bác, anh các chị và các bạn kính mến. Có thể nói rằng tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân và gia đình là những giá trị rất đỗi bình dị của cuộc sống này và luôn được con người chúng ta hướng tới. Và rõ ràng được yêu và được chạm tới với hôn nhân là một khát khao lớn mà mọi cặp đôi đang yêu mong muốn có được. Và điều tuyệt vời đó đã thực sự đến với Phương Anh và đến với Ánh Dương. Khi mà qua những năm tháng tìm hiểu và yêu thương thì hai em đã quyết định về chung sống bên nhau trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Sự đồng thuận của cha mẹ hai nhà, sự ủng hộ của dòng tộc và sự đồng ý của chính quyền địa phương để đưa lối cho hai nhà trong những ngày vừa qua đã thực hiện đầy đủ tất cả những nghĩa vụ và những phong tục tập quán của hai miền quê Hòa Bình và Ninh Bình để ngày hôm nay hai nhà lại ngồi lại bên nhau trong một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là lễ thành hôn. Và chúng ta đang đến đây trong chương trình lễ vu quy để nhà trai xin được đón dâu về. Hôm nay nhà trai đã tới đây với rất đông đủ thành phần của các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các bạn. Và cùng với đó thì gia đình họ nhà gái cũng đón tiếp quý vị trong không khí thật sự nồng hậu và ấm cúng. Ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời bác đại diện trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai sẽ thay mặt cho gia đình ông Quách Đức Lê và bà Tạ Thị Khuyên có những lời ngỏ để xin được trao lễ xin dâu để đón dâu về. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hay họ ạ, kính thưa cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể hội hôn. Trước hết, thay mặt cho đoàn đi đón dâu, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trân trọng mà họ nhà gái đã dành cho đoàn chúng tôi. Vâng, tôi xin thay mặt họ nhà trai cảm ơn các cụ, các ông, các bà, nhất ông bà trong gia đình đã sinh ra cháu Phương Anh để cho đoàn chúng tôi hôm nay vinh hạnh được đón cháu về làm dâu con chúng tôi. Cuối cùng cũng xin gửi kính chúc các cụ, các ông, các bà hạnh phúc. Chắc chắn là chúng tôi đón dâu, các cụ, các ông, các bà cũng đoàn đưa dâu. Như vậy, để xin kính chúc đoàn đưa dâu và đón dâu xong xe loan phượng, thương lộ bình an. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn bác rất nhiều. Kính mời bác tiếp tục trở lại vị trí bàn trà để trò chuyện cùng với các vị đại diện của hai nhà. Và ngày hôm nay đại diện cho gia đình ông Thái, bà Hằng đáp từ và nhận lễ của quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Lâm Quang Thao sẽ tiến về sân khấu để có đôi lời phát biểu đáp từ và cảm ơn quan khách đã tới dự với lễ vu quy tại gia đình họ nhà gái ngày hôm nay, đặc biệt là đón nhận lễ xin dâu mà gia đình họ nhà trai đã vừa ngỏ ý xin được chào. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị của hai gia đình và bạn bè của hai cháu. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái có lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và bạn bè của hai cháu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ và chính quyền địa phương cho phép, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Phương Anh và cháu Dương. Gia đình ông Lê, bà Khuyên và các cụ bên họ nhà trai có cơi trầu và lễ nghi tới kính gia tiên và thưa chuyện với gia đình ông Thái, bà Hằng và các cụ bên họ nhà gái, xin được đón cháu Phương Anh về làm dâu con gia đình ông Lê, bà Khuyên và làm cháu dâu các cụ ở bên họ nhà trai, và xin cho cháu Dương được làm con rể gia đình ông Thái, bà Hằng và làm cháu rể các cụ bên họ nhà gái chúng tôi. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin được chấp thuận cơ trầu xin dâu và đồng ý cho họ nhà gái đón cháu Phương Anh về tại gia đình nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và cảm ơn gia đình ông Lê, bà Khuyên và các cụ trong họ nhà trai đã chuẩn bị các nghi lễ đầy đủ. Và cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và bạn bè của hai cháu đã không quản đường xá xa xôi, dành thời giờ vàng ngọc về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Và chúc phúc cho hai cháu và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị ngồi chơi, mời trầu, mời nước, vui văn nghệ,
chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bác Lâm Quang Thao rất nhiều. Thưa quý vị, họ trai đã trịnh trọng để xin dâu, nhà gái đón nhận nói câu ân tình, thông gia như một gia đình và hai em sẽ chọn nghĩa vẹn tình từ đây. Và bây giờ thì có lẽ không còn chần chờ gì nữa rồi, người nóng lòng nhất chắc là chú rể anh Dương đang ôm khư khư bó hoa ở trên tay của mình. Giờ phút này chỉ mong muốn một điều, đó là được đi vào phía nhà trong để đón Phương Anh, người đã được em lựa chọn là người bạn đời trăm năm. Xin được trân trọng kính mời mẹ Thúy Hằng sẽ đưa con rể của mình để vào phía nhà trong đón dâu. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để dẫn lối để cho chú rể của chúng ta vào đón dâu được không ạ? Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Kể từ lúc em sợ nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, kính thưa quý vị, vô cùng rạng ngời và hạnh phúc bên nhau ngay lúc này. Mời quý vị hãy dành tất cả ánh nhìn của mình về phía cuối của khán phòng để chúng ta cùng đón chào cô dâu Phương Anh và chú rể Ánh Dương. Và thưa quý vị, sân khấu này nó sáng bừng hơn rất nhiều khi mà có sự xuất hiện của hai nhân vật chính của chúng ta, chú rể Ánh Dương và cô dâu Phương Anh. Xin được hân hạnh cúi chào và cảm ơn tất cả quý vị và các anh chị. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc. Anh Dương thân mến, cảm xúc lúc này của em thế nào? Em là rất hồi hộp ạ. Ngoài ra thì em rất hạnh phúc khi mà có thể cưới được một người vợ hiền ạ. Quá tuyệt vời thưa quý vị. Hôm nay anh sẽ không có nhiều thời gian để phỏng vấn em tại đây, và mọi những cái lời tuyệt vời hơn nữa có lẽ em sẽ dành tại sân khấu của gia đình nhà em. Và bây giờ thì xin được mời hai người mẹ sẽ tiến lên sân khấu cùng với hai con để thực hiện nghi thức trao nón trước khi mà chúng ta đến với phần trao quà của bên nội và bên ngoại của gia đình cô dâu. Xin trân trọng kính mời bà Tạ Thị Khuyên và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Kính thưa quý vị đang nhìn thấy ở trên tay của bà Tạ Thị Khuyên đang cầm một chiếc nón, một vật dụng rất quen thuộc đối với quê hương Việt Nam của chúng ta. Nó không chỉ có giá trị trong việc là làm che nắng che mưa, làm duyên dáng thêm cho người phụ nữ trong trang phục áo dài, mà đây còn là một nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của nhiều miền quê tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng mà không phải tỉnh nào cũng có. Chiếc nón thì đã được gia đình họ nhà trai thắt một bên quai rồi, và bây giờ thì gia đình họ nhà gái sẽ thắt nốt bên quai nón còn lại. Nó tượng trưng như là nhịp cầu nối giữa hai nhà, và đặc biệt là chiếc nón này thì còn được người mẹ chồng che chở cho con dâu trong hành trình đón từ gia đình nhà gái về với gia đình họ nhà trai. Xin kính mời chị Hằng sẽ thắt nốt bên quai nón còn lại ạ. Xin mời chị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng cho tình cảm thông gia của hai nhà như một, thực sự vẹn tròn và bền chặt như những gì mà hai bà đang cùng thực hiện trong khoảnh khắc tại sân khấu này. Chắc là đã quá lâu rồi chị Hằng không thắt nón đúng không ạ? Xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Và bây giờ thì hai chị hãy cùng đội nón lên đầu của cô dâu đi ạ. Thưa hai chị có thể đứng bên cạnh con trai của mình, sau đó là choàng tay ra phía bằng bên vai này ạ. Dạ vâng, hai người hãy cùng chung tay để cùng che chở cho các con của mình. Một hình ảnh thật đẹp. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng cho khoảnh khắc thật sự đáng yêu và hạnh phúc này ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ xin được mời bà Tạ Thị Khuyên tạm thời cầm nón quay trở về bàn trà để chứng kiến cho những món quà mà gia đình sẽ trao. Em xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Hoàng Thái sẽ cùng lên sân khấu với hai người con của mình, cùng với người vợ của mình, để chúng ta cùng tiến tới với những nghi thức tiếp theo trong chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Đó là nghi thức tặng quà, chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Trước hết thì xin được mời món quà của ông bà Thái Hằng sẽ dành cho hai con của mình. Thưa quý vị, mỗi bậc làm cha làm mẹ của chúng ta thì tài sản lớn nhất đó chính là những đứa con. Và hôm nay thì ông bà Thái Hằng đã trao tài sản lớn nhất của gia đình mình cho Ánh Dương, chàng rể mà ông bà đã lựa chọn. Nhưng cùng với đó thì cũng có những món quà để
kỷ niệm chúc phúc cho các con trong ngày hôn lễ hôm nay. Chúc cho các con luôn luôn hạnh phúc và yêu thương nhau đến trọn cuộc đời. Và có một tấm ảnh trọn vẹn giữa gia đình ông bà Thái Hằng cùng với các con thì xin được mời em trai của cô dâu cùng sẽ tiến về sân khấu. Và bây giờ xin được mời em trai sẽ dành tặng những gì mà em đã dành dụm và cất giữ từ lâu rồi để ngày trọng đại của chị Phương Anh trao tới anh chị của mình để chúc phúc cho anh chị. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hạnh phúc của gia đình. Và có vẻ như là chỉ một vài năm nữa thôi thì gia đình của bà Thái Hằng sẽ có thêm một lễ cưới nữa dành cho chàng quý tử của mình. Bây giờ thì xin được mời cô dâu và chú rể sẽ đi xuống phía dưới vị trí của bà nội, ông bà ngoại và bác Thu đang ngồi ở đó. Ông bà cùng với các bác sẽ tặng quà cho hai cháu. Và đó là những món quà của bà nội, ông bà ngoại và bác Thu. Chúc phúc cho các cháu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để trân trọng cảm ơn các ông bà và bác rất nhiều. Bây giờ xin được trân trọng kính mời các thành viên bên nội của gia đình ông Thái. Xin kính mời gia đình bác Hương Triều và gia đình bác Thao Cúc. Sau lượt tặng quà của gia đình các bác Hương Triều và bác Thao Cúc cùng với các anh chị và các cháu thì xin được mời các thành viên bên ngoại và ở lượt đầu tiên sẽ đồng kính mời gia đình bác Bình Thủy và bác Hà Bách chuẩn bị ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm của các gia đình phía bên nội của gia đình ông Thái đã chúc phúc cho các cháu tại chương trình ngày hôm nay. 3, 2, 1, cười thật tươi. Xin cảm ơn, xin được kính mời gia đình bác Bình Thủy và gia đình bác Hà Bách, những người thân phía bên ngoại chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Và bây giờ thì xin được mời tất cả các thành viên chúng ta hãy ổn định lại đội hình của mình và hướng tầm nhìn của mình về ống kính để chúng ta có một tấm ảnh đẹp nhất. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trân trọng cảm ơn những tình cảm của gia đình bác Bình Thủy và gia đình bác Hà Bách rất nhiều. Đồng kính mời gia đình cậu Thanh Linh, dì Xuân và dì Quế cùng tiến lên sân khấu ạ. Và bây giờ thì xin được mời tất cả các thành viên tại sân khấu hãy nhanh chóng ổn định vị trí chỗ đứng của mình và gương mặt của mình thật sự tươi tắn và thần thái. Xin hãy cười thật tươi và dành một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị để dành cho họ. Ở lượt cuối cùng xin được kính mời gia đình bác Phượng Hùng và gia đình bác Hà Bình cùng tiến về sân khấu để chúc phúc cho các cháu. Đây là những người bạn rất thân thiết của gia đình anh chị Thái Hằng đã dành thời gian từ suốt những ngày vừa qua về đây để dự lễ cưới và ngày hôm nay dự buổi lễ tổ chức và chúc mừng bằng những món quà tới các cháu. Thưa quý vị, dường như đồng hồ của chúng ta đang tích tắc đếm ngược tới giây phút cũng rất phù hợp để mời quý vị chuẩn bị nổ máy cho những chiếc xe được mát mẻ hơn. Và sau khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ mời toàn thể quý vị cùng
rời gót khỏi khán phòng này để cùng di chuyển về với gia đình họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn. Chúng ta sẽ cùng dành một tấm ảnh cuối cùng trong khoảnh khắc của buổi lễ tổ chức vu quy hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa các ông các bà, thưa các bác, các anh, các chị và các bạn thân mến, cho đến giờ phút này đây thì tất cả mọi nội dung trong chương trình lễ vu quy được tổ chức tại gia đình họ nhà gái đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ người sẽ mãi che chở cho em, mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cô sâu trong anh duy nhất trong ai, xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong nụ hôn từ sâu rất lâu sẽ nắm tay nhau đến mãi mãi. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh ha, và cho anh cuộc sống mới để ấp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh. Gian khó ta đã có nhau rồi, hãy làm vợ anh em nhé.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý thân mến, và lời nói đầu tiên cho phép Quỳnh Như xin được thay mặt tới cho anh em ekip của sự kiện Nộp Huế, và cũng xin được thay mặt tới cho quan viên gia đình nhà trai, đó chính là ông Quách Đức Lê, bà Tạ Thị Khuyên, là ba mẹ thân sinh của tân chú rể Ánh Dương, xin được gửi lời chúc, gửi lời chào tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng với hai bên gia tộc đã cùng trở về trong buổi lễ ngày hôm nay, và cùng chúc mừng cho ngày dấu ấn, ngày chung đôi đầu tiên. Và xin được gửi lời tri ân và cảm ơn tới quý vị của hai bên gia tộc rất nhiều, bởi vì dấu ấn ngày chung đôi đầu tiên, khoảnh khắc mà Ánh Dương và Phương Anh được chào đón cho những tình cảm thân thương mà hai bên gia đình chúng ta đã cùng vun vén. Bởi lẽ khoảnh khắc giao thoa đất trời ngày hôm nay, sau những lời thưa chuyện cùng với ông bà, ba mẹ hai bên gia tộc, thì ngày hôm nay gia đình nhà trai, ông Quách Đức Lê, bà Tạ Thị Khuyên là ba mẹ thân sinh của tân chú rể Ánh Dương cũng đã vui lòng được viết chung tên trên cánh thiệp hồng với gia đình nhà gái. Đó chính là ông Nguyễn Hoàng Thái, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng là ba mẹ thân sinh của nàng dâu Vương Anh. Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thìn, được sự ủy quyền và đồng hành của quan viên gia đình nhà trai. Ngay bây giờ, Quỳnh Như xin phép được thay mặt cho anh em ekip của sự kiện Hợp Huế xin được long trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của chú rể Ánh Dương cùng nàng dâu Vương Anh. Ngay bây giờ xin được ban phép bắt đầu. Xin quý vị sẽ cùng vang lên một tràng vỗ thật lớn để cùng chúc mừng. Vời và ý nghĩa khi mà những tràng vỗ tay cùng với những màn pháo sáng của chúng tôi đã được thắp lên để cùng khai mạc cho chương trình buổi đại lễ thành hôn giữa tình yêu của Ánh Dương và Phương Anh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý thân mến, có thể nói rằng trong tất cả các buổi đại tiệc, đại lễ vô quy, đại lễ thành hôn nào cũng vậy, chủ đề mà chúng tôi muốn nhắc tới đầu tiên đó không chỉ là tôn vinh tình yêu đẹp của tân lang và tân nương, mà chúng tôi còn muốn tôn vinh cả công ơn của những người làm cha, làm mẹ, lúc nào cũng luôn yêu thương các con của mình vô điều kiện. Và ngay bây giờ, để theo đúng thuần phong mỹ tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta ngàn đời xưa để lại, thì Quỳnh Như xin phép được trân trọng kính mời một vị đại diện được trở về từ quan viên gia đình nhà trai cùng với một vị đại diện được trở về từ quan viên gia đình nhà gái. Chúng ta sẽ cùng khởi thân trở lại với sân khấu trang trọng để cùng đồng hành với tân lang và tân nương. Xin mời. Kính thưa các bậc cao niên, các bậc trưởng lão cùng với các ông, các bà, quý vị đại biểu, quý vị khách quý của hai bên gia đình thân mến, và có mặt với sân khấu trang trọng ngay lúc này, đó chính là hai vị đại diện trưởng đoàn tới cho hai bên gia tộc cũng như họ Mạc của chúng ta đã cùng khởi thân trở về với sân khấu đồng hành cùng với tân lang và tân nương. Và để theo đúng thuần phong mỹ tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta ngàn đời xưa để lại, ngay sau đây Quý Như xin phép được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ lại cùng quay lại với lời phát biểu của vị đại diện trưởng đoàn cho quan viên từ gia, gia đình nhà gái của nàng dâu Phương Anh. Kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị của hai gia đình và bạn bè của hai cháu, tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin có lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và bạn bè của hai cháu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu Phương Anh và Dương, được sự nhất trí của hai bên gia đình, hai họ và chính quyền địa phương cho phép, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình thống nhất tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Phương Anh và Dương. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái đưa cháu Phương Anh về làm dâu con gia đình ông Lê, bà Khuyên và làm cháu dâu các cụ bên họ nhà trai, và dự buổi lễ thành hôn của hai cháu tại gia đình nhà trai. Hai cháu chính thức thành vợ thành chồng, hai gia đình là thông gia. Cháu Phương Anh của gia đình chúng tôi, các cháu tuy đã trưởng thành, song kiến thức cuộc sống thường ngày của các cháu còn thiếu. Kính mong các cụ, các ông, các bà và các bậc sinh thành ủng hộ, giúp đỡ, chỉ bảo
để các cháu trưởng thành hơn và có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Và cảm ơn gia đình ông bà Lê Phương và các cụ bên họ nhà trai đã tiếp đón nhiệt tình, chu đáo đối với gia đình nhà gái chúng tôi. Và cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và bạn bè của hai cháu đã không quản đường xá xa xôi, dành thời giờ vàng ngọc về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu và chúc phúc cho hai cháu và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và vừa rồi chúng ta đã vừa được quay lại với lời phát biểu gửi gắm gửi cho nàng dâu được trở về từ quan viên gia đình nhà gái, đã đại diện tới cho ông Nguyễn Hoàng Thái, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đôi lời căn dặn và gửi gắm tới cho tình yêu của đời con trẻ, đó chính là Ánh Dương, đặc biệt là Phương Anh sẽ phải sống tốt đời đẹp đạo với sự chúc mừng và vun vén của hai bên gia tộc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại cùng quay lại với lời phát biểu đáp từ của vị đại diện trưởng đoàn cho quan viên tư gia gia đình nhà trai, sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn dành tặng tới cho quý vị cũng như dành tặng sự ưu ái tới cho sự trở lại có mặt của quan viên gia đình nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa, kính thưa quan viên hay họa, kính thưa cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương, thưa toàn thể hội ôn. Đúng là Ánh Dương, người con trai đẹp của đất Hòa Bình, và chị Phương Anh, người con gái xinh của thành phố Ninh Bình, qua quá trình tìm hiểu đã thật sự chín mùi, được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ, ngày hôm nay chính thức là ngày lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà bớt chút thời gian và ngọc về dự lễ thành hôn của hai cháu hôm nay được thêm phần long trọng. Tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan chính quyền địa phương thôn Chợ Đập đã giúp đỡ gia đình chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn các cụ bên hội nhà gái bớt chút thời gian và ngọc đưa con cháu về với nhà trai chúng tôi, góp phần vào sự thành công của buổi lễ hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội ôn, hôm nay nhân gặp ngày lành tháng tốt, việc cưới và lễ thành hôn cũng đã sắp xong. Hai cháu hôm nay đã nên vợ, nên chồng, đẹp duyên, đẹp phận, chỉ hồng, tươi thắm. Hai nhà, hai họ kết giao, đông liễu tây đào, giao cầu kết chỉ, hai họ hôm nay rất vững bền. Hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống sau này. Xin kính chúc các cụ cùng toàn thể hội ôn mạnh khỏe. Từ hôm nay, chữ Hòa với chữ Ninh kết hợp cùng với hai chữ Bình là một. Từ hôm nay, hai gia đình, hai thông gia muôn đời bền vững. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa xin được cảm ơn lời phát biểu đáp từ trọng thị của quan viên gia đình nhà trai đã cùng gửi gắm tới cho toàn thể quý vị, đặc biệt là dành từ yêu thương để cùng chúc mừng cho sự trở lại có mặt của quan viên tư gia gia đình nhà gái, để cùng kết nối chữ nghĩa tình thông gia sẽ được đời đời bền vững, đời đời tốt đẹp của hai bên gia tộc. Xin mời hai vị sẽ cùng dành tặng cho nhau một cái nắm tay thật chặt để kết nối nghĩa tình thông gia, hai nhà như một. Xin mời. Và xin quý vị sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Xin được cảm ơn hai vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời hai vị sẽ cùng trở về với vị trí trang trọng để chúng ta sẽ cùng tiếp tục chứng kiến buổi lễ thành hôn ngày hôm nay một cách trân trọng và đầy yêu thương tới cho niềm hạnh phúc của đời con trẻ của quý vị. Và có thể nói rằng là chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Nó không hề có điểm đầu, cũng không hề có điểm cuối, bởi vì nó tượng trưng cho một vòng tròn tuần hoàn của tình yêu. Và xin mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt của mình trở về sân khấu trang trọng ngay lúc này và cùng chiêm ngưỡng hình ảnh thật đẹp. Đó chính là Ánh Dương, Vương Anh sẽ cùng gửi gắm cho nhau chiếc nhẫn làm kỷ vật, làm hành trang đính ước cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ. Xin mời. Quý vị thân mến, tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc. Và trong ngày hôm nay, chiếc nhẫn này là minh chứng cho sự thăng hoa, là chúng ta tìm được một nửa yêu thương cũng như một nửa để cùng che chở cho đối phương suốt cuộc đời này. Và xin quý vị có thể vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ?
Tình yêu của Ánh Dương và Phương Anh cực kỳ đẹp đôi và ngày hôm nay đã được trình diện tới hai bên gia tộc. Xin được cảm ơn Tân Lang và Tân Nương rất nhiều. Và cũng như ngay từ phút giây đầu của chương trình, Quỳnh Như đã xin phép được giới thiệu với quý vị, ngày hôm nay anh em ekip được trở về từ trung tâm đơn vị sự kiện Hợp Huế để cùng đồng hành cùng với quan viên gia đình nhà gái và gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, với hai chiếc bàn tại phía sân khấu trang trọng mà anh em ekip của sự kiện Hợp Huế đã cùng chuẩn bị kỹ lưỡng tới cho Tân Lang và Tân Nương. Và xin mời Ánh Dương, Phương Anh sẽ cùng nắm tay nhau để trở về với chiếc bàn đầu tiên, chiếc bàn phía bên tay phải của chúng ta, để quay lại với những tầng bánh kem dư vị ngọt ngào của tình yêu. Xin mời. Và quay lại với những tầng bánh kem này, chúng ta sẽ minh chứng cho những nấc thang hành trình của cuộc đời, hành trình của hôn nhân. Và xin mời Phương Anh, Ánh Dương sẽ cùng nâng lên chiếc dao nhựa đầu tiên. Với chiếc bánh nhảy, chúng ta sẽ cùng cắt thành 3 lần, bởi vì nó sẽ tượng trưng cho 3 ý nghĩa, 3 mốc quan trọng nhất của cả một đời người. Và lần cắt đầu tiên, nó minh chứng cho sự thăng hoa trái ngọt của tình yêu đôi lứa. Và lần cắt thứ hai, nó sẽ minh chứng và tượng trưng cho tình nghĩa thông gia của hai bên gia tộc. Và lần cắt thứ ba, xin được xướng tên cho Ánh Dương và Phương Anh, sẽ luôn được sách trường hào hiệp, long phùng hòa hợp và phú quý vạn niên. Xin được cảm ơn và xin được chúc mừng. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nắm tay nhau để trở về với chiếc bàn danh dự phía bên tay trái của chúng tôi. Và quay lại với những hình ảnh thật đẹp, đó chính là Ánh Dương, Phương Anh sẽ cùng quay lại với những tầng tháp ly, với những chai rượu vang sông banh màu đỏ để tượng trưng cho sự may mắn, sự song mỉ, sự viên mãn trong hôn nhân. Và xin mời Ánh Dương, chúng ta sẽ cùng nâng lên với chai rượu vang sông banh đầu tiên. Xin mời ạ. Và với những động tác đầu tiên, xin mời tân chú rể, chúng ta sẽ cùng lắc thật mạnh chai rượu. Sau đó chúng ta sẽ cùng mở van khóa sông banh theo ngược chiều kim đồng hồ. Và chiếc rượu vang sông banh đầu tiên đã được chính thức khui ra rồi. Và xin mời Tân Lang và Tân Nương, chúng ta sẽ cùng tay trong tay tràn ra những ly rượu đào và trở lại với tầng tháp ly. Có một câu nói mà chúng tôi luôn tâm đắc như thế này thưa quý vị: hạnh phúc thực sự nó không phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Hạnh phúc thực sự là chúng ta đang từng bước đi trên cung đường nhỏ của đường đời để cảm nhận từ những giá trị, gia vị, thi vị của cuộc sống, để làm sao những mảnh ghép chưa được hoàn chỉnh, chúng ta vì nhau mà trở nên hoàn chỉnh. Và trong tình yêu này có sự đồng hành, có sự bao dung giữa hai chữ tình yêu. Kính thưa quý vị thân mến, và chai rượu vang sông banh thứ hai đã được chính thức khui ra. Với chai rượu vang này thì xin mời Tân Lang và Tân Nương, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chan ra những ly rượu đào và trở lại với tầng tháp ly. Và chú ý, sẽ cùng rót ra 4 chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, để chút ít nữa chúng ta sẽ cùng quay lại với nghi thức uống rượu giao bồi. Và ngày hôm nay, với sự trang trọng, trân trọng, trọng thị và đủ đầy, quan viên gia đình nhà trai cũng đã chính thức được chào đón quý vị trở lại với khán phòng đại tiệc hôm nay để cùng chứng kiến những hình ảnh tuyệt vời giữa tình yêu của Ánh Dương và Phương Anh. Xin được gửi lời tri ân và cảm ơn tới sự hiện diện và trở lại của toàn thể quý vị. Và ngay sau đây, Quỳnh Như xin phép được trân trọng và kính mời trở về với sân khấu trang trọng, đó chính là ông Quách Đức Lê, bà Tạ Thị Khuyên, là ba mẹ thân sinh của tân chú rể Ánh Dương, sẽ cùng trở về với sân khấu ngay lúc này. Kính thưa quý vị thân mến, và có mặt với sân khấu trang trọng ngay lúc này, đó chính là sự hiện diện và trở lại ba mẹ thân sinh của tân chàng rể. Và có lẽ rằng với công ơn sinh thành dưỡng dục của ông, của bà, của cha, của mẹ, ngày hôm nay những từ ngữ sẽ không thể diễn tả hết được bằng lời, mà chúng ta chỉ biết rằng trong thâm tâm của mỗi người dành một lời tri ân đặc biệt tới cho ba, cho mẹ. Và để cùng dành tặng những lời tri ân tốt đẹp đó thì xin mời Ánh Dương, Vương Anh, chúng ta sẽ cùng nâng lên với hai ly rượu đầu tiên. Xin mời ạ. Một ly rượu chú rể sẽ cùng gửi gắm lại tới chỗ ông Quách Đức Lê, là người bố thân sinh của chúng ta. Và một ly rượu còn lại, xin mời nàng dâu sẽ cùng gửi gắm lại tới chỗ bà Tạ Thị Khuyên, là người mẹ thân sinh.
xin mời. Và hai ly rượu còn lại chúng ta sẽ cùng dành tặng cho chính chủ nhân của nó, đó chính là Ánh Dương, Vương Anh. Kính thưa quý vị thân mến, và trên tay của ba mẹ thân sinh của chàng rể cùng với tân lang và tân nương, đó chính là hai ly rượu hồng mà chúng tôi còn được gọi, đó chính là nghi thức ghi rượu khai tiệc cùng với ly rượu giao bôi được diễn ra tại bất kỳ gia đình nhà trai nào. Và với nghi thức này thì Quỳnh Như xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng thật đầy những ly rượu của quý vị ở trên bàn, và chúng ta sẽ cùng nâng ly với quan viên gia đình nhà trai để cùng thanh cho lời trọng thị, lời cảm ơn của gia đình dành tặng tới cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ Quỳnh Như xin mời và xin đếm từ 1 đến 3 ba mẹ thân sinh của chàng rể cùng với tân lang và tân nương, chúng ta sẽ cùng nâng ly được không ạ? Và ngay bây giờ 1, 2, 3 vô, 1, 2, 3 vô, và 1, 2, 3 cạn ly, và xin được chúc mừng, cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Xin mời ạ. Và ngay bây giờ với nghi thức uống rượu giao bôi, xin mời tân lang và tân nương chúng ta sẽ cùng hướng mắt vào nhau đây nào. Và Quỳnh Như sẽ đếm ngược từ 3 đến 1 để chúng ta sẽ cùng nâng ly và chạm ly để cùng kết nối cho mối lương duyên của mình dưới sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị, được không ạ? Ngay bây giờ 3, 2, 1 xin mời ạ. Xin quý vị có thể vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Dành tặng sự trọng thị tới cho chú rể và nàng dâu, dành sự trọng thị tới cho quan viên gia đình nhà trai. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có thể nói rằng Ánh Dương và Phương Anh, đôi con tim đã hòa cùng một nhịp đập, xin được dành ngàn lời cảm ơn tới cho ông bà, ba mẹ đã ban tặng cho họ cuộc sống đủ đầy để rồi họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Và xin được cảm ơn tạo hóa. Và tiếp theo ngay sau đây, quay về với những tình cảm và quay về với những món quà yêu thương gửi trao, Quỳnh Như xin mời quý vị sẽ cùng đón nhận với món quà được đầu tiên được khởi xướng và được trở về từ chính ba mẹ thân sinh của tân chú rể, được gọi là món quà giao vốn để cùng chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của tân lang và tân nương. Kính thưa quý vị thân mến, trong thâm tâm của ông, của bà, của cha, của mẹ lúc nào cũng vậy, những món quà yêu thương để cùng dành tặng tới cho các con trong ngày dấu ấn, ngày chúng tôi đầu tiên, chúng tôi còn được gọi là món quà giao vốn. Món quà này để minh chứng cho những bước tam đà đầu tiên trong hôn nhân, cũng như tân lang và tân nương một chặng đường dài cuộc sống sau này còn đầy rẫy những khó khăn ở phía trước. Chúng ta hãy lấy đó làm tiền đề, làm điểm tựa để sống tốt đời đẹp đạo và phát triển với tình yêu hôn nhân của mình. Một lần nữa xin được chúc cho ba mẹ thân sinh của tân chàng rể sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và mọi sự bình an. Và kính thưa quý vị thân mến, tiếp tục ngay sau đây đồng hành trở lại với sân khấu trang trọng là món quà ý nghĩa tiếp theo. Và xin được trân trọng kính mời sướng tên tới món quà được trở về từ gia đình chị Huyên. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và có mặt sân khấu đồng hành ngay lúc này là món quà được trở về từ gia đình của chị Huyên. Xin được thay mặt tới cho Ánh Dương, Phương Anh xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình chị Huyên rất nhiều. Những món quà khởi xướng tiếp theo để cùng đồng hành cùng với đại gia đình của chúng ta. Và tiếp theo ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời trở lại với sân khấu là món quà ý nghĩa tiếp theo giữa hai gia đình chị Oanh cùng với gia đình anh Chính. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và những món quà yêu thương gửi trao tiếp theo ngay sau đây với những tình cảm vô cùng trân quý, những món quà này chúng tôi sẽ không so sánh về giá trị của vật chất. Điều chúng tôi muốn nói đến ở đây là giá trị ý nghĩa tinh thần để một chặng đường dài của hôn nhân, hạnh phúc và gia đình, chú rể và nàng dâu sẽ lấy đó làm động lực để cùng vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình sẽ được viên mãn hơn rất nhiều. Và xin được cảm ơn gia đình chị Oanh cùng với gia đình anh Chính là món quà ý nghĩa tiếp theo. Và ngay sau đây xin phép được trân trọng kính mời món quà yêu thương tiếp theo được trở về từ gia đình dì Liên. Kính thưa quý vị, và xin được giới thiệu với quý vị có mặt về sân khấu trang trọng tiếp theo ngay sau đây là món quà gửi gắm được trở về từ gia đình dì Liên, là món quà tiếp tục khởi xướng đồng hành trở về sân khấu trang trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn dì Liên rất nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Hoan là món quà tiếp tục trở lại với sân khấu ngay lúc này.
được trân trọng cảm ơn món quà được trở về từ gia đình cậu Hoan rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Toàn làm món quà ý nghĩa tiếp theo đồng hành với Tân Lang và Tân Nương. Xin được trân trọng cảm ơn món quà được khởi xướng, được trở về từ gia đình cậu Toàn là món quà tiếp tục đồng hành cùng với Tân Lang và Tân Nương. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ lại cùng quay lại với những món quà vô cùng yêu thương, vô cùng ý nghĩa ngay lúc này. Và xin mời món quà được trở về từ em Thành và anh Hưng, hai món quà song song trở về với sân khấu và đồng hành cùng với Tân Lang và Tân Nương. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và với sân khấu ngay lúc này là món quà được trở về từ em Thành và anh Hưng đã gửi gắm tới cho ngày chung đôi đầu tiên ngay tại với sân khấu trang trọng của Tư Gia, gia đình nhà trai, và cùng gửi gắm lại tới cho chủ nhân của nó là anh Dương và Phương Anh. Xin quý vị có thể vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị, cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo ngay sau đây là món quà được trở về từ em Tuấn. Xin mời ạ. Và còn rất nhiều những món quà đã được đăng ký với Quỳnh Như ngay tại sân khấu của Tư Gia gia đình nhà trai. Xin mời quý vị chúng ta sẽ lại cùng chuẩn bị trở về với trung tâm sân khấu ngay lúc này. Và món quà yêu thương đó, xin được cảm ơn món quà của em Tuấn rất nhiều. Và xin được chúc cho em sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Và xin được trân trọng kính mời bạn Hiệp và em Vân làm món quà tiếp tục trở về với sân khấu trang trọng. Và tiếp tục ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời anh Phương và bạn Hùng sẽ cùng tiếp tục đồng hành trở lại với sân khấu của Tư Gia, gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, xin quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt của mình trở lại về sân khấu ngay lúc này. Và xin Tân Lang và Tân Nương hãy đưa ra món quà của mình đi ạ. Món quà này được trở về từ anh Phương và bạn Hùng là món quà ý nghĩa gửi gắm tới cho chú rể và nàng dâu. Xin quý vị sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Thật tuyệt vời, thật ý nghĩa, xin được cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời món quà được trở về từ bạn Linh. Và những món quà yêu thương này được trở về từ những chính người bạn, những người thân cận của tân chú rể ngày hôm nay đã gửi trao tận tay món quà yêu thương này tới cho người bạn yêu thương của mình. Xin phép được trân trọng kính mời trở về sân khấu là món quà được trở lại từ bạn Linh cùng với bạn Hoài, sẽ là món quà tiếp tục ý nghĩa đồng hành trở về sân khấu trang trọng. Xin được chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, gặt được nhiều thành công, ước mơ hoài bão tuổi trẻ của riêng mình nhé. Và ngay sau đây, xin mời Tân Lang và Tân Nương chúng ta sẽ cùng trở về với bàn tiệc mặn để cùng đi mời rượu quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thay cho ngàn lời cảm ơn trước khi chúng ta sẽ cùng lại quay lại với sân khấu để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng với Tân Lang và Tân Nương, cùng với quý vị và cùng với những người bạn thân yêu của mình. Xin mời. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng